Kìa, mưa tầm mưa tã luôn đấy. Xả hết cả đất. Cái tinh thần là coi như là chú cháu mình làm cái nhà là đến giờ là đã làm được cái giường rồi. Bây giờ một cái nhà là nó phải có cái bộ bàn ghế. Thế thì bây giờ là cháu tính xem làm cái bàn ghế làm sao để cho nó gọi là nó gọn mà nó trông nó hài hòa, nó hợp với cái ngôi nhà của mình. Đấy. Thế thì uống nước xong thì coi như là làm chú thì đi lên đồi chặt mấy cây tre để làm chân. Thế còn cái phần đố phần thang thì coi như là cháu tự ra cắt tre đo, như là sau khi ổn định cái này coi như là kết thúc làm. Rồi ok. Đấy. Giải lao tí thì mỗi người một việc nhá. Tới thì lên đồi. Đấy, cháu ra đo hóp hôm qua đi mua về đấy. Cỡ nào thì đo sẵn đi. Thành bộ đi. Mãi cũng xong cái này cũng rất ruột lắm. Nói chung còn nhiều việc phải làm lắm. Cảm thấy đây còn nhiều việc lắm. Đấy, xong bây giờ mỗi người một công việc. Bây giờ cháu đi cắt tre nhá, cắt hóp. Tới đi lên rồi chặt mấy cây nữa để cho nó đủ, không có thì nó lại thiếu. Dao bố để ngoài kia rồi. Đầu ra mà chỉ mang vào hôm đấy đặt ở dưới cái gầm. Tớ là tớ không mượn cái nào, tớ mượn là nhớ này.